Chào các bác nhá, chào anh em. Chào mừng anh em đến với lại kênh của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Hôm nay anh em chúng tôi đi khảo sát thực tế trại ong nhá. Trại ong này là đang mùa khai thác hoa bạch đàn. Hoa bạch đàn này. Đấy. Thì hôm nay là dự định ý, là sẽ đi sang thùng, sang 10 thùng để giao sang cho bác ở bên Vĩnh Phúc. Nhưng mà anh em lại bận chút công việc, tới muộn quá là ong nó không vào kịp. Bây giờ là sang thùng là nó sẽ sót lại số quân. Thì tiện thể đây là một cái video ngắn cho các bác để các bác thấy được rằng là cái ong giống đây này, các bác đây, cái thùng này vừa mở nắp ra này, nguyên số quân nó rất là đông, nó rộ hết lên nắp thùng rồi. Thì để cho các bác thấy được rằng là khi cơ sở ong của chúng tôi lựa chọn ong giống cho các bác là các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng ong. Đấy, như cái thùng này chẳng hạn là thùng 3 cầu nhé, anh từ từ đây, thùng này có 3 cầu thôi. Số lượng quân cực là đông. Đấy, nó đã dội cả ra ngoài này, dội cả ra ngoài đây các bác này. Đây, không nhất ra. Đây này, dội ra ngoài hết, bâu ngoài một đống luôn, số lượng quân cực kỳ luôn. Đây, còn đây này, đắp dính này, nhiều mật. Đây nhiều mật quá, nó còn đắp lưỡi mèo ấy ngăn sang cả cầu khác này này. Đây, anh nhấc lên cho mọi người xem. Đây các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy không? Cái bác Hào ở bên Vĩnh Phúc mà đợt này đặt nô thùng này ấy, nô ong này ấy, thì là nguyên bản như này luôn bác nhé, nguyên bản như này luôn. Ngoài mang đúng như thế là mật căng nhẹ luôn đấy, mật căng luôn. Ừ. Bác về để đàn ong ổn định 1-2 ngày là quay được luôn. Cái mật này là mật hoa bạch đàn nhé, hoa bạch đàn. Đấy. Đây là cái thùng 3 cầu ấy. Thì mà các bác mua ong giống mà bên cơ sở chúng tôi lựa chọn là các bác ấy, các bác yên tâm nó là ong khỏe, quân đông. Cầu nhộng đủ 3 thế hệ cho các bác. Thế hệ bít nắp, thế hệ non, thế hệ ong non, thế hệ ong già. Đây này, nguyên đây là cái bánh mật nó đắp thêm rồi này. Đấy nhá, toàn bộ là căng đét hết đây. Quân nó phải như thế này, nhộng này mới nhộng đẹp này. Nhộng nào anh? Đấy nhộng đây nó bắt đầu nó vàng ươm, nó bắt đầu nó nở nơi đó, nó đẹp đấy. Đây là các bác thấy này, nhộng rất là nhiều. Thế hệ này thế hệ nhộng bít nắp này. Còn những thế hệ nhỏ dưới này là thế hệ nhộng non. Bắt đầu nó vừa đẻ đấy. Nó mới đẻ đấy. Đây mật đây. Nhá. Đấy bầu mật ở phía trên này căng đét luôn. Thì các bác hoàn toàn yên tâm là các bác nhận được một cái cầu ong giống thì các bác không phải suy nghĩ nhá. Thế đây là cái bầu mật lắp ra ngoài, tôi sẽ thử một miếng. Thơm ngát luôn. Đấy, cái này là hoa bạch đàn nhá các bác nhá. Hoa bạch đàn mật cực kỳ là thơm. À. Khé luôn này nhá. Ừ, khé rồi. Hoa bạch đàn thơm khé này, nó không được như hoa nhãn. Mà nó có vị riêng anh ạ. Vị chua. Nó vị chua chua riêng. Còn nó thơm. Vị chua chua riêng. Và các bác đây, đây các bác thấy này. Đấy số lượng quân thì cực kỳ rồi. Thế đâm ra là các bác mà có đặt ong giống, ong khai thác bên cơ sở, bên shop Tân Ánh ấy, thì hoàn toàn yên tâm không phải suy nghĩ nhá. Đấy lựa cho các bác những cái đàn đẹp nhất để các bác bỏ tiền ra mua một đàn ong về. Thì các bác nuôi và tiến hành khai thác được luôn. Đấy. Nó xứng đáng với đồng tiền các bác bỏ ra nhá. Đây là cái cơ sở trại ong của chúng tôi, là trại ong của bên shop nhá. Giờ là đang thùng nào cũng quân rất là nhiều, tràn cả ra ngoài luôn. Bây giờ là gần 6 giờ tối này, các bác thấy nhá, trời giờ đang tối dần đấy. Nhưng mà mùa hoa bạch đàn này nó thường tiết muộn, ong nó còn đi làm chưa về. Đấy, bây giờ mà mình sang thùng khác ấy là số quân nó sẽ không vào được hết, nó sẽ bị sót quân nhá. Thì hẹn bác hẹn anh Hào nhé, hẹn Hào đến ngày mai em sẽ ghi sớm và mới giao được nhá. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. Shop ong Tân Ánh Ngọc Ánh, phụ kiện về ong, ong giống đủ các loại luôn nhá các bác nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm, các bác vừa mới xem thực tế về cái thùng ong và cầu ong giống ấy, thì các bác yên tâm là khi các bác nhận được những cái cầu ong thì toàn những cái cầu ong chất lượng nhá, toàn lượng cầu ong chất lượng luôn. Đây các bác này. Rồi xin cảm ơn nhá, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá.